Xin chào các bạn Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng nhập vào cổng thông tin điện tử khách hàng của Nai Và ở trên cổng thông tin điện tử thì hiện tại đang có rất nhiều chương trình rất là hay Rồi Hiếu sẽ hướng dẫn cho các anh chị vào trong cái cổng thông tin này Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng vào app Nai Việt Nam Rồi Vâng, nếu anh chị nào đã là khách hàng rồi thì chúng ta có thể đăng nhập luôn còn với anh chị nào mà chúng ta chưa có là khách hàng thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể đăng ký một tài khoản miễn phí với các thầy lai. Rồi Hiếu sẽ đăng nhập bằng tài khoản của Hiếu nhé. Vâng, cổng thông tin khách hàng của Cathay Nai thì ngoài việc là cung cấp cho chúng ta cái hợp đồng thông tin tất toàn bộ thông tin về hợp đồng thì chúng ta còn có rất nhiều các cái chương trình khác ở chương trình khuyến mại hoặc là những cái chương trình của các thanh lai like đưa ra hàng tháng hàng quý hoặc là hàng năm à, ví dụ hiếu sẽ hướng dẫn các anh chị kiểm tra đây là những cái thông tin mà hợp đồng của hiếu có này đúng không ạ Và ví dụ nhà hiếu vào trong một cái hợp đồng thịnh vượng an tâm toàn diện chẳng hạn đó đây là hợp đồng của hiếu thì sản phẩm này này nó sẽ có số kỳ đóng phí này số tiền bảo hiểm nó bao nhiêu này và quy tắc điều khoản hợp đồng điện tử đều có trong này thậm chí là có cả thông tin về gì ạ về các sản phẩm bổ trợ hoặc là người thụ hưởng hoặc là người tư vấn ở đây đó có rất nhiều thông tin ạ anh chị nào quan tâm thì có thậm chí có thể tìm cả vào điều khoản để xem là hợp đồng này có những điều khoản như thế nào để quy tắc điều khoản ra làm sao thì chúng ta có hết thông tin ở đây đúng không ạ và số tiền phải đóng của mình thì cũng được hiển thị ngay trên đầu này Tháng này tháng thì chúng ta phải đóng bao nhiêu tiền đó Tháng sau chúng ta phải đóng bao nhiêu tiền đều có Và đặc biệt là ở trong cái cổng thông tin này này Các anh chị nhìn thấy bên cạnh phía bên tay trái của mình có phần ca thay walker này đó Phần này thì là phần mà để ca thay khuyến khích những khách hàng à, tích cực hơn trong việc là rèn luyện sức khỏe đi bộ hàng ngày thì mục tiêu mà các thầy đề ra là mỗi một ngày là chúng ta sẽ đề là đề ra là 7 bước chân thì ở cái chương trình này thì các thầy đưa ra rất, rất nhiều chương trình khuyến mại dành cho cái chương trình này ví dụ như là uh, bây giờ thì các thầy đang có cái chương trình mà uh, hướng dẫn cho mọi người để cho mọi người cùng mời bạn bè để tham dự đó cùng mời bạn bè tham dự vào các thầy thì ví dụ như là đây là mã giới thiệu của bạn này mã giới thiệu của bạn bạn chỉ cần nhập mã sau đó ấn nút sao chép này đã à, đã sao chép là sau đó có thể một là gửi đến cái cái phần sao chép này cho bạn bè của mình để bạn bè nhập mã thì đấy tức là mình đã giới thiệu thành công một bạn. Như Hiếu đây Hiếu đang giới thiệu thành công 12 bạn ở đây này. Đấy mình chích, tích click vào đây. Mình sẽ biết là mình đã giới thiệu thành công những ai. Đó. Đúng không ạ? Hoặc là các anh chị cũng có thể uh, chia sẻ trực tiếp luôn đó chia sẻ liên kết này đến cho các cái nhóm bạn của mình ví dụ như là qua qua zalo này qua facebook này đấy qua zalo qua facebook đều được chúng ta muốn chia sẻ ở đâu cũng được thì chia sẻ cái link này thì uh, cái người bạn của bạn chỉ cần kích vào link này thôi là mình cũng đã có thể là truy cập và đăng nhập vào rồi khi mà đăng nhập vào thì coi như là sẽ là người của mình giới thiệu Vâng và khi mà các anh chị giới thiệu thì các anh chị sẽ được tham gia chương trình gì đó chính là chương trình thêm bạn thêm vui đi bộ săn vàng thì chương trình này thì các thầy đang cập nhật đấy ạ Có nghĩa là với những người mà giới thiệu nhiều nhất trong vòng thời gian là 2 tháng Thì chúng ta, ai giới thiệu nhiều nhất thì chúng ta sẽ có những phần quà rất là giá trị Và chúng ta chờ loát chúng ta xem có những phần quà gì nhé À, có vẻ như mạng nó hơi bị chậm một chút à, chắc là hiếu sẽ phải đổi sang mạng di động cho nó nhanh Rồi ok rồi Chúng ta đã loát rồi đúng không ạ Đây chương trình này chương trình thêm bạn thêm vui đây à, Hiếu đang xếp ở vị trí thứ tư với 12 lời mời thành công đây à, Bạn đứng thứ nhất mới chỉ có 39 lời mời thôi Bởi vì chương trình này mới bắt đầu diễn ra từ ngày 15 Hôm nay mới có được 3 ngày thôi mọi người nhé Vâng và giải thưởng này ạ à, danh sách có thống kê là các giải đây từ trên xuống dưới đây thì giải giải nhất của chúng ta là đối với những người người mời được nhiều nhất thì sẽ được à, một chiếc đồng hồ một chiếc đồng hồ trị giá khoảng 5 triệu đồng các anh chị nhé đồng hồ này đồng hồ thông minh chỉ ra 5 triệu đồng dùng để kết nối chạy bộ đi bộ rất là tốt rồi người thứ hai xếp thứ hai sẽ được một chiếc máy massage cầm tay và người thứ ba là một máy ép trái cây đó thể lệ chương trình này ạ à. thể lệ chương trình là đối với người mời là sau khi chương trình kết thúc vào ngày 15 tháng 12 bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 tức là sẽ có 2 tháng thì sẽ dựa vào số lời mời thành công để chúng ta tính giải thì sẽ có gì ạ à, có giải nhất giải nhì và giải ba một giải nhất hai giải nhì và ba giải ba các anh chị nhé ngoài ra thì chúng ta còn có một chương trình thứ hai có cơ hội nhận được là tai nghe airpods hoặc là dành cho virtual 300 ba trăm thì thể lệ ở cái giải này đó là gì ạ là thời gian diễn ra chương trình thì với mỗi lời mời thành công thì người mời sẽ được tích lũy là ba số phiếu quay quay thưởng và cái người được mời sẽ được một phiếu quay thưởng và sau sau đợt này quay thì quay đợt một thì sẽ gồm là từ ngày 15 tháng 10 đến 15 tháng 11 tức là mình sẽ quay làm hai đợt mỗi tháng một đợt đấy ạ thì là sẽ có được 40 giải vô 300.000 và hai giải tai nghe post tai nghe post chỉ giá 3 triệu đồng mọi người nhé đó rất là nhiều phần quà hấp dẫn và ngoài ra còn có chương trình đi bộ sân vàng nữa với cái số lượng người tham gia càng nhiều thì chúng ta sẽ càng có nhiều cơ hội nhận quà đó đây là những cái phần quà mà có thể diễn ra trong trong chương trình và phần quà nhiều nhất là gì ạ là có 3 chỉ vàng nếu như chúng ta đạt 50.000 người cùng tham gia cái ứng dụng Thái phê cơ này thì chúng ta sẽ được à, có cơ hội quay thưởng 3 chỉ vàng rồi các chị có thể vào hoàn toàn vào đây để xem đầy đủ về cái thông tin của chương trình rồi hôm nay thì hiếu sẽ hướng dẫn mọi người đến đây thôi à, phần sau thì hiếu sẽ hướng dẫn chi tiết hơn được không mọi người rồi cảm ơn mọi người ạ à. xin chào